Đêm xuống từ lâu em vẫn đi đâu giữa lòng phố nhỏ, đôi mắt thâm sâu như dương sầu trong nắng gió, để kiếp bèo mây thêm nặng số ba. Trọ đêm này chỉ có một mình tôi, hãy vào đây mình tâm sự đôi lời, bằng tiếng ca buồn heo hắt dưa dành môi. Chỉ một đêm thôi rồi mai này đôi ngả. Quang ơi, chị Mỹ hỏi Quang nè, nếu mà bình thường đó mà em đừng có ca giống thần tượng của em á, em ca khác hay là lúc nào em cũng ca giống thần tượng của em? Dạ chắc ca là giống. Thế mà ca là giống mà phải không? Là vì quá thần tượng luôn, và cái cách ca của em là nó cũng giống vậy phải không? Cho nên là trong cái bài Tân Cổ Giao Duyên này, tuy không phải là cái bài để đời của chú Năm Minh Phụng, nhưng mà cái cách ca của em á, em xử lý, em lấy những cái của chú Năm Minh Phụng, em xử lý cho cái bài hát của em. Cho nên là chị Mỹ thấy rõ là em thần tượng chú Minh Phụng. Và trong cái cách em ca nhạc cũng giống nữa, chứ không phải là ca giọng cổ không. Cho nên là chị Mỹ chúc mừng Quang và giữ cái phong độ này nha.